Dạ, mến chào mấy anh chị đã quay trở lại với kênh xe rùa hàng Nhật Bãi của em nha. Hôm nay cửa hàng em mới dọn được cái con xe rùa trọng tải 500 kg bánh xích có ben này nha anh chị nha. Rồi em sẽ không làm mất thời gian của anh chị nhiều đâu ha, em sẽ vô chi tiết cho anh chị xem nha. Đây, con này đi đầu Kubota 5.2 nha anh chị. Đây ha, cái con này là bên em đã sơn lại rồi ha. Hàng Nhật Bãi thì xài nó rất là ngon nha anh chị, nhưng mà tại vì để lâu ở ngoài trời ở bãi bên Nhật á, thì nói chung là nước sơn của nó nhiều, con nó về nó sẽ bị xấu và nổ nước sơn, cho nên bên em đã sơn lại con này rồi ha. Đó, thùng bọng rồi, nói chung là không có bị mục nát đâu nha anh chị nha. Đó, bên em là chỉ nước sơn đôi lúc là nhiều con nó xấu quá thì bên em mới sơn lại nha nha anh chị. Đó, sườn gầm rồi là không không mục nát đâu nha. Đây ha, sườn gầm rồi chắc chắn. Nói chung con này bánh xích còn được 70% nha anh chị. Bánh xích thì không có sao, hơi hơi rạn rạn. Nói chung hàng Nhật Bãi về bánh xích thì nó hay rạn nha anh chị nha. Đó, bánh xích thì nói chung được 70%. Đây, con này trọng tải 500 kg, nhưng mà cái thùng nó làm rất là gọn ha anh chị ha. Nó không có to cồng kềnh như những cái con khác đâu. Con này thùng nó ngang 1 mét, dài khoảng 1 mét 2 nha anh chị. Đây, con này á, thì nói chung thùng ở chỗ này là nó bị mục rồi nha anh chị nha. Đó, bị mục thì bên em đã gia cố lại rồi, hàng cho anh chị rồi nha. Con này là không có bẩn đâu nha anh chị. Đó, anh chị cứ xem rõ video rồi anh chị chốt nha. Chứ nhiều lúc á, anh chị cứ chốt xong anh chị biểu là bỏ bẩn vô thì đôi lúc bên em không có. Chứ nhiều lúc có là bên em cũng hỗ trợ luôn, chứ không có gì hết. Nhưng mà bên em là có sale bán dạy nha anh chị nha. Đó, anh chị cứ xem rõ video và chốt ha. Đó, con này trọng tải 500 kg, thùng rất là nhỏ gọn. Đây, bánh xích nè. Đó, bánh xích hơi răng răng một xíu thôi chứ không có sao đâu nha anh chị nha. Đây ha, cái này là ben của nó, ben thủy lực nha anh chị, tem mạc đầy đủ ha. Con này nó cũng như những con khác thôi, nó xài rất là đơn giản. Có côn chuyển hướng nè, với cái này là mình gạt chạy thôi. Đó, rất là dễ ha. Đây, đây là số của nó nha anh chị, 3 tới 1 dê nha. Số này là 3 tới 1 dê, con này chạy lực lắm, chạy nhanh lắm. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh chị xem ha. Máy móc em chị thử máy cho anh chị xem là nó hoạt động rất là bình thường nha anh chị nha. Đó thì anh chị xem có phù hợp với công việc của mình thì anh chị chốt con này. Nói chung là bây giờ cũng cuối năm rồi, cho nên em chi ăn khách hàng em bán giá sẽ mềm hơn cho anh chị nha. Con này giá em bán tại cửa hàng là 24.500. Bình thường những cái con như thế này không ben thì đã 22 23 triệu rồi nha anh chị, mà con này có ben nữa thì chỉ có 24.500.000 thôi nha. Đó thì anh chị xem phù hợp thì anh chị chốt thôi. Nói chung mua một cái con xe rùa, bỏ một số tiền ra mua con xe rùa thì nó sẽ xứng đáng với đồng tiền của mình nha anh chị. Đó thì anh chị mua về xài thì nó sẽ không có tốn sức lực của mình đâu ha. Chứ nhiều lúc anh chị chở hàng á mà mình cứ phải đẩy đẩy bằng những cái xe rùa như hồi xưa thì nó rất là mệt. Cho nên anh chị á, em nói chung em bán hàng á thì em cũng muốn bán cho được, nhưng mà anh chị mua những cái con này về á, là anh chị xài á, là nó không có tốn sức lực của mình đâu. Cho nên là anh chị cứ thử mua một lần nha. Xem kênh của em á, thì có yêu thương em thì cho em một nút đăng ký kênh nha anh chị, để em có động lực lên những cái video tiếp theo nha. Đó thì con này tổng thể nó nói chung là bên em đã sơn lại hết, nhưng mà máy móc rất là liền lạc và bao máy rinh luôn nha anh chị nha. Bên em là không có đụng gì vô máy móc đâu ha. Đó thì anh chị xem phù hợp thì anh chị chốt nha. Rồi, chúc anh chị một cái buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha.
À, số điện thoại em là 0835 585879. Cửa hàng em là ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nha anh chị. Anh chị nào có ở gần thì cứ đến tìm em xem thoải mái nha. Bên em còn rất là nhiều xe rùa, cho nên là anh chị có xem con này không ưng ý thì mình theo dõi video của em để em đăng lên những cái con xe rùa tiếp theo, để biết đâu là anh chị chọn được cái con xe rùa mình ưng ý ha. Rồi, mến chào anh chị nha. Hẹn gặp anh chị ở cái video tiếp theo ha.